Này các tỳ kheo, trên đó là bốn luận chấp thuộc loại bổn kiếp, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và Bà La Môn thường đề xướng. Chỉ Như Lai biết rõ chỗ lầm chấp đó và biết nhiều hơn nữa, họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết rõ sự sanh khởi tận diệt của thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của thọ, biết sự thoát ly các thọ và đem trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Ấy là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Thứ lại, có người chủ trương vô nhân luận, cho rằng bản ngã và thế gian tự nhiên có ra, không nguyên nhân nào cả. Loại này có hai thứ. Thứ nhất, hoặc có những chúng sanh ở vào một thế giới không tâm tưởng tri giác. Nếu bỗng nhiên họ khởi sinh tư tưởng, tức thì họ chết và sinh xuống nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo, chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm, họ biết được tiền kiếp của mình ở cõi vô tưởng, mới xướng lên rằng: ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thế gian trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thứ hai, có các đạo sĩ và Bà La Môn nhờ có tài lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quan sát, mới đem tài xảo biện quan sát của mình xướng lên rằng: ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thế gian này trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Này các tỳ kheo, đó là hai luận chấp sai lầm thuộc loại bổn kiếp, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và Bà La Môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian vốn nhân tự có. Chỉ Như Lai mới biết rõ điều lầm chấp ấy và biết nhiều hơn nữa. Họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ và đem trí tuệ quan sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Đó là đại quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Còn về loại mạt kiếp, mạt kiến như các đạo sĩ và Bà La Môn cứ theo sở kiến của mình xướng lên vô số luận thuyết khác nhau, nhưng quy kết không ra ngoài, không nhiều hơn 44 thứ dưới đây. Trước hết, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương hữu tưởng luận, cho rằng cõi thế gian có tư tưởng. Loại này gồm chỉ 16 thứ. Có người cho rằng sau khi chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất, chỉ có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có sắc vừa không sắc chất nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc chất nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi chết ở đây sẽ sinh vào cõi biên giới và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt hưởng vui và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt chịu khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có vui, có khổ và tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không vui, không khổ
và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh, chỉ có cùng một tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có bao nhiêu tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh chỉ có một ít tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có vô lượng tư tưởng. Đó là 16 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến. Chỉ có Như Lai thấu rõ ràng nhưng không chấp trước. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương vô tưởng luận, cho rằng cõi thế gian không có tư tưởng. Loại này gồm chỉ 8 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất mà không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất mà không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa không sắc chất vừa không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi biên giới mà không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không biên giới và không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới, không tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới và không tư tưởng. Đó là 8 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến. Chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương phi tưởng, phi tưởng luận, cho rằng cõi thế gian chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng. Loại này gồm 8 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không sắc chất mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó là 8 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến. Chỉ Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương đoạn diệt luận, cho rằng chúng sanh chết rồi mất hẳn. Loại này gồm chỉ 7 thứ. Có người cho rằng xác thân gồm 4 đại là đất, nước, gió, lửa và 6 giác quan này do cha mẹ sinh ra và nhờ sự bú mớm, nuôi nấng, áo, cơm, giúp ve, vệ hộ mới được khôn lớn. Nó là vô thường biến đổi, tức phải có tận diệt. Có người cho rằng cái thân ta ở đây không thể bảo là diệt tận. Cái thân ta ở cõi trời dục giới mới diệt tận. Có người cho rằng chỉ có cái thân quá sinh gồm đủ giác quan của ta ở cõi sắc giới mới bị tận diệt. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi trời vô sắc không xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc thức xứ mới bị diệt tận.
Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc bất dụng xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc phi phi tượng xứ mới bị diệt tận. Này các tỳ kheo, đó là bảy luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến. Chỉ có Như Lai thấu biết rõ ràng nhưng không chấp trước. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương hiện tại Niết Bàn luận cho rằng chúng sanh hiện tại vẫn được Niết Bàn. Loại này gồm 5 thứ. Thứ nhất, có người cho rằng ta hiện tại đang vui hưởng cảnh ngũ dục, thế là ta được Niết Bàn hiện tại. Thứ hai, có người bảo đó vẫn là Niết Bàn hiện tại thật, nhưng còn có Niết Bàn vi diệu hơn mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết. Như khi ta nhờ xa lìa dục lạc, tội ác, nhưng tâm còn có giác, có quán, là còn dụng công suy tư, được rời hẳn dục lạc, sinh niệm vui mừng cao thượng, vào cõi sơ thiền, ấy mới là Niết Bàn hiện tại. Thứ ba, có người lại bảo còn có cảnh Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta mới biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ diệt trừ giác quán, chỉ thủ một niệm mừng, không giác, không quán, rồi phát sinh niệm vui mừng cao thượng, vào cõi nhị thiền, ấy mới là cõi Niết Bàn hiện tại. Thứ tư, có người lại bảo còn có cảnh Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết các nỗi vui mừng thô động, chỉ giữ lại niềm vui nhẹ nhàng, rồi hộ vệ niềm vui đó như hiền thánh, ước mong, tán thán, được vào cõi tam thiền, ấy mới là cõi Niết Bàn hiện tại. Thứ năm, có người bảo còn có cõi Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết mọi niềm vui khổ, sau khi đã trừ hết niềm lo mừng, chỉ giữ một niệm thanh tịnh, không vui, không khổ, được vào cõi tứ thiền, ấy là cõi Niết Bàn cao nhất. Này các tỳ kheo, đó là 5 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng, nhưng không chấp trước. Các ông nên biết, đó là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Vả lại, các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương bản ngã và thế gian thường trú, cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn, thì trí họ chỉ có chừng ấy. Họ chỉ có lòng tin dị đoan, mong muốn dị đoan, nghe học dị đoan, trợ duyên dị đoan, cảnh giác dị đoan, kiến giải dị đoan, nhập định dị đoan, nhẫn nại dị đoan. Rồi dựa theo tri kiến dị đoan đó, họ tuyên bố ra cho mọi người. Các chủ trương như thế đều do thọ pháp sanh, nghĩa là các đạo sĩ và Bà La Môn sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn. Bởi họ dựa vào cái mà họ đã cảm xúc lãnh thọ được, rồi cứ sanh lòng ưa thích theo, không chịu giác tỉnh. Hễ càng nhiễm đắm theo chỗ ưa thích từng nào, lại càng bị chôn lấp, đè bẹp chừng ấy. Vả lại, các đạo sĩ và Bà La Môn sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn, cũng bởi họ dựa vào sự xúc đối phân biệt của 6 giác quan. Nếu không xúc đối, thời cũng không thể có các chủ trương. Này các tỳ kheo, đó là 62 luận chấp sai lầm, hoặc thuộc loại bổn kiếp, bổn kiến, hoặc thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến, mà các đạo sĩ và Bà La Môn đã đề xướng tùy theo sở kiến của mình. Ta chỉ nói nội 62 luận chấp đó là đã bao gồm tất cả. Ví như người đánh cá, dùng cái lưới nhỏ mặc búa trùm vào một cái ao nhỏ, thì bao nhiêu loài vật trong ao đều lọt cả vào lưới, chứ không thể trốn tránh ngã nào. Tuy vậy,
Nếu vị tỳ kheo nào đối với sáu xúc, đối với sáu giác quan, biết được một cách đúng đắn như thật về sự phát khởi, sự diệt tận, sự nhiễm ái, sự tội lỗi và sự thoát ly nó, thì sẽ vượt ra ngoài dòng các kiến chấp sai lầm trên đó. Như Lai tự biết rõ đã dứt hết sanh tử, song sở dĩ Như Lai còn có thân là vì muốn gây phước lợi để cứu độ hàng chư thiên và nhân loại. Nếu Như Lai không thân, thời hàng chư thiên và nhân loại không biết lấy đâu nương tựa. Dĩ như giống cây đà la, hệ đã cắt ngang thì không mọc lại. Như Lai cũng thế, đã dứt hết sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không tái sanh lại nữa. Đường lúc Phật thuyết pháp môn này, cả thế giới đại thiên ba phen rung động theo sáu cách. Ông A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật, liền trạc vai áo quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: pháp môn này rất thâm diệu, hãy gọi bằng tên gì, làm sao phụng hành? Phật dạy nên gọi là kinh nghĩa động, pháp động, kiến động, ma động, phạm động. Ông A Nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ.